vị và các bạn, hôm nay kênh Báo Nói xin được quay trở lại với các bạn bằng việc chia sẻ thông tin 10 dấu hiệu nhận biết có âm hồn bám theo. Những câu chuyện cõi âm bám theo người dường như không còn xa lạ nữa, nhưng liệu ma quỷ có thật trên đời này hay không? Hôm nay, Báo Nói xin chia sẻ đến quý vị và các bạn câu chuyện 10 dấu hiệu nhận biết có âm hồn bám theo. Thứ nhất, cảm giác ai đó đang bên cạnh. Có phải cảm giác này bạn hay gặp phải? Đôi khi dường như bạn đang có cảm giác ai đó đang theo lưng mình hoặc ai đó đang ngồi cạnh mình. Một cảm giác bất an, chậm rãi, rối bời trong bạn. Chưa kể có những lúc bạn dường như thấy có một ánh mắt nào đó đang chằm chằm nhìn mình. Chúng thoáng đến rồi thoáng đi, bạn không thể nào tả nổi. Cảm giác này thường xuyên xuất hiện khi bạn ở một mình. Hay bạn đang vào trong toilet, lúc nhìn vào gương bạn có thấy cái gì lạ không? Nếu có những dấu hiệu đó thì rất có thể bạn đang bị một phong hồn nào đó bám theo. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên hết sức bình tĩnh, tự trấn an, vì bạn càng yếu vía, tần suất cảm giác đó sẽ xuất hiện càng nhiều. Thứ hai, đồ vật thay đổi vị trí. Bạn có hay gặp tình trạng không nhớ chiếc chìa khóa của mình ở đâu? Nếu bạn không mắc phải các hội chứng mất trí nhớ thì rất có thể người ấy đang cố tình giấu nhẹm đi các món đồ bạn đang cần đấy. Một buổi sáng thức giấc, bạn thấy đồng hồ của mình đang nằm trong nhà tắm, trong khi rõ ràng là tối hôm qua bạn để trên bàn. Bạn phải chắc chắn rằng mình không bị mộng du đâu nhé. Cửa tủ đóng rồi, tí quay lại thấy mở toát, hoặc đôi khi nhặt được một vài vật lạ dưới chân. Đó cũng là một trong những dấu hiệu rất đáng ngờ. Thứ ba, âm thanh lạ. Tiếng bước chân ngoài hành lang, loáng thoáng tiếng nói cười, có khi tiếng trẻ con cười khúc khích trong khi nhà chẳng có ai. Bạn nghe tiếng gõ cửa, tiếng mở cửa chậm rãi, nhưng thật sự chẳng có người nào. Trong đêm, bạn hay nghe loảng xoảng, nếu không phải do con mèo tinh nghịch của bạn gây ra, thì chắc chắn bạn không thể không nghĩ đến các vị khách lạ kia nếu tần suất âm thanh cứ như vậy thường xuyên diễn ra. Thứ tư, thú cưng có hành vi bất thường. Bất kể chó, mèo, heo, gà, thậm chí là trẻ em có đặc điểm nhạy cảm với thế giới vô hình thì bạn nên chú ý dấu hiệu lạ từ chúng. Tuy nhiên, chú chó của bạn sủa lớn, tiếng hú vang, các con vật trở nên toán loạn, sợ hãi mà không rõ nguyên do, hay đứa trẻ bỗng nhiên khóc thét chỉ một hướng nhìn về cái gì đó thì bạn nên cẩn trọng nhé. Thứ năm, những giấc mơ kỳ lạ. Nếu bạn thường xuyên gặp những cơn ác mộng hoặc những giấc mơ giống nhau cứ xuất hiện, bạn bắt gặp những gương mặt lạ trong giấc mơ thì rất có thể có ai đó đang cố gắng liên lạc với bạn. Thứ sáu, mất thăng bằng hay chóng mặt. Đôi khi bạn cảm thấy đau nhức một chỗ, bả vai như có cái gì đè nặng, tức ngực, trên người xuất hiện các vết bầm tím bất thường hoặc thường xuyên chóng mặt, tự bật ngã người, thì bạn nên đi đến bác sĩ để khám bệnh. Nếu không phát hiện có bệnh gì thì có thể có ai đó đang bám víu lấy bạn từng ngày đó. Thứ bảy, hình như vừa thấy một cái bóng. Có rất nhiều trường hợp người ta thấy bóng trắng trong đêm hay một đốm sáng vừa phớt qua đây, một vật thể lạ không xác định. Chúng thường có mặt trong các camera, trong các bụi cây hoặc thậm chí trên trần nhà, dưới gầm bàn hoặc đang ở trong cửa tủ, dưới gầm giường. Chúng thoắt ẩn, thoắt hiện khiến ai thấy được cũng phải nổi da gà. Thứ 8. Cảm giác hồi hộp, bất an vô cớ. Khi cảm thấy nôn nóng, bất an không yên, bạn thường cho rằng đó là một linh cảm xấu, có việc gì đó sắp xảy ra. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ lại, nếu linh cảm của sự việc đó không xảy ra thì rất có thể là do tác động của cõi âm. Thứ 9. Thiết bị điện tử hoạt động bất thường. Nếu không phải do điện yếu, thiết bị hỏng hóc mà các bóng đèn thường xuyên chớp tắt bất thường, tivi đã tắt, nửa đêm lại tự bật lên, điện thoại tự nhiên sáng màn hình, thì rất có thể các phong hồn đang chơi đùa với các thiết bị điện tử của bạn đấy. Thứ 10. Tình duyên lận đận. Nếu tình duyên thường xuyên trắc trở, yêu ai cũng không thành, chia tay một cách vô cớ, vô cảm, lạc lõng, không có cảm tình với ai trong thời gian dài, hoặc đời sống vợ chồng lục đục, thường xuyên cãi vã, mối quan hệ không bền, thì bạn không thể không nghĩ đến việc có duyên âm đeo bám. Hẳn là có một âm hồn nào đó rất yêu bạn, không muốn bạn xe duyên với bất kỳ ai, hoặc do lương duyên kiếp trước khiến chuyện tình cảm kiếp này của bạn trở nên lận đận.
Tóm lại, bạn đã bắt gặp được bao nhiêu trường hợp trong số 10 dấu hiệu hồn ma bám theo ở trên? Dù có là cõi âm đi theo hay không, thì thật sự những dấu hiệu trên chẳng tốt tí nào. Bạn phải bình tĩnh và luôn giữ cho tâm hồn lạc quan, vui vẻ trong mọi trường hợp, hoặc nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia thuộc chuyên môn để có thể dễ dàng vượt qua mọi nỗi sợ hãi trong tâm hồn. Và đừng quên chia sẻ với bạn bè nếu thấy bài viết này đúng nhé.